Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang tiếp tục có mặt tại khách sạn Mai Sơn, thành phố Tuyên Quang. Như quý vị và các bạn đã biết, trước đó thì PGTEC đã lắp đặt một sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng vào trong hệ thống của khách sạn này. Tính đến nay thì thiết bị đó đã hoạt động được khoảng 7 tháng. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lên đây cùng với các chuyên gia hàng đầu về các hệ thống cơ điện và kỹ thuật nước chuyên thiết kế cho các khách sạn Corotel Resort đến đây để cùng kiểm nghiệm và khảo sát kết quả sử dụng của thiết bị xử lý nước cứng Active Flow trong vòng 7 tháng hoạt động, xem kết quả như thế nào. Từ đó, các chuyên gia sẽ đánh giá và đưa vào thiết kế cho các công trình sử dụng các hệ thống nước trên toàn quốc. Bây giờ, PGTEC sẽ cùng với các chuyên gia đi khảo sát tại các nhà vệ sinh cũng như nơi lắp đặt thiết bị Active Flow tại khách sạn Mai Sơn này nhé. Tiếp theo, PGTEC đã cùng các chuyên gia cùng ngồi lại và nghe những chia sẻ của anh Hồng, chủ khách sạn Mai Sơn về những trải nghiệm mà anh Hồng đã nhận được khi sử dụng sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow, cùng nhau nghe và trao đổi về những lợi ích mà thiết bị Active Flow đã mang lại cho khách sạn nhà anh Hồng trong vòng 7 tháng vừa qua. Cái nguyên lý hoạt động của nó như thế, mà nếu mà như thế thì mình lắp vào của mình nó quá đơn giản, lắp nó dễ, lắp cũng đơn giản lắm, nhưng cái hiệu quả nó như thế nào thì mình không thể nói trước được. Đấy. Như là có những cái một cái là sau khi lắp xong thì không kiểm nghiệm được luôn mà tôi vẫn phải chờ. Tôi phải tháo, lắp xong tôi tháo một cái bình nóng lạnh của tôi ra luôn, tôi ghi luôn trên cái bình đấy là hiện tại bây giờ lắp xong thì cái bình của tôi phải tháo ra. Nó như thế này, mà chắc trong clip các bạn đã xem rồi, không biết các bạn đã xem chưa. Đấy, mà cái đấy là cũng tự tôi làm luôn, là xong tôi tháo cái bình ra toàn bộ cái bình, những cái vỏ này, những cái sợi đốt này, cái canxi nó bám vẫn còn đầy nguyên. Đó, xong tôi ghi cái ngày lên trên đấy. 4 tháng, 5 tháng sau tôi mới tháo ra. Tôi tháo rồi tôi kiểm tra lại xem như thế nào. Và tôi tháo cái sợi đó cất đi, lắp một cái sợi mới vào đấy để sau 4 tháng, 5 tháng sau tôi tháo ra xem nó có bám nữa không. Đấy, nhưng mà sau 4, 5 tháng sau thì không bám nữa. Và cho đến bây giờ thì một số những cái bình tôi tháo ra thì không bám. Tôi muốn hỏi anh là trước khi mà anh lắp cái hệ thống lọc của cái làm mềm nước này thì anh có làm cái hệ thống gì để làm mềm nước không? Của mình ngày xưa là mình chỉ có lắp 3 cái quạt lọc thô. Ba quả lọc thô thì cái quả lọc mà gọi là quả lọc thô thì nó to được tính khoảng tầm 25, nó cao khoảng tầm 1m4. Lọc cũng lọc thô được cắt sỏi đá thành anh đấy, nhưng mà từ cái bình nhỏ nó chạy qua bên kia thì nó qua cái đấy thì nó chỉ có xử lý được tất cả những cái khác, nhưng mà riêng đá vôi thì có ra vẫn lấy thô tất cả một cổ gai này. Còn những cái kia có thể là thể cả sắt mangan hoặc là manhê hoặc là tất cả những cái khác là có thể xử lý được. Có thể là so qua hệ thống lấy thì nước của mình là không, nhưng mà khi anh lắp xong cái người của chú Phúc này thì là sau anh có mở những cái bình mà mình làm rồi xong thì nó có cái hiện tượng bong rất hiểm nó bong nó sạch ra luôn nha anh, bong ra có nghĩa là toàn bộ cái hệ thống bình nóng lạnh của em. Thế thì em vừa là nó cái câu chuyện mà chắc anh chưa để ý. Là cái bình của em là dùng đến 20 năm nay rồi, nó bám dày như thế. Đợt vừa rồi nó khi nó bị dòng dò thì em tháo ra thì nó bong nó ra, nó bong ra thì nó mới ăn vào những cái sợi đốt thì thành ra nó mới gây cho em là bị củng. Bởi vì nó bám lâu quá rồi thì nó ăn vào đấy. Thế bình thường nó không sao, nhưng mà khi nó bong ra rồi thì nó mỏng đi. Đấy, đúng như là ngày xưa mình dùng là ví dụ cái ấm của mình đổ giấm vào để cho nó bong ra. Đúng rồi đấy, dạng theo kiểu đấy. Thì bây giờ nó bong ra hết rồi. Có nghĩa là tất cả là nó bong hết rồi. Sau khi dùng cái này vào nó bong ra. Tất cả những cái bình mà đặt vào đấy là cái hiệu quả. Như đấy là cái hệ thống thái dương lăng của anh nhé, cái đường ống nó từ dẫn từ đấy rửa đi là nó sẽ dày đấy. Thế nhưng mà nó sẽ có con này nó sẽ bào mỏng. Đấy, nó cứ bào từ cái thái dương lăng ở đỉnh cái tầng thượng ấy. Là qua xuống tận dưới các tầng này. Chắc là anh em đi xem qua những cái đấy tí nhỉ? Vâng, anh cho bọn em đi xem qua cái đấy cái. Để xem trải nghiệm luôn cái đấy luôn. À, cái hệ thống lọc ấy. Chính là cái đường ống biết luôn. Lắm cũng chỉ cần như thế, mình cũng cần nói thôi. Trong bản cờ rất là nhanh. Thấy cái năng trên thì nó không bị được. Mấy anh em lên. Chính nó là nó đấy, đây là chính là nó đây này, từ ngày xưa này không? Đây này, bột của nó từ ngày xưa này. Đây này, nó bám như thế này cơ mà. Như bây giờ đây nhá, đây, xem nhá. Đây, nó bây giờ nó sạch cái này cơ mà. Đúng không? Đây, nó sạch này cơ mà. Đấy, còn trước này nó bám bẩn lắm rồi, bên trong anh nhìn bên trong nó bẩn như thế này. Cái này nếu mà để bình thường nó sẽ vàng hết cái này. Vâng, nó vàng hết rồi, ngày xưa bên trong nó vàng, anh nhìn bên trong thì nhìn biết này. Đấy, bây giờ là bên ngoài nó đau quá đây rồi. Đây.
Đá bên ngoài mình lau qua đi rồi, lâu lắm rồi mọi người, đây này nó bám ngày xưa bám này. Đây. Đấy. Đấy nhìn nếu như bên trong nó vẫn còn bẩn lắm, bên ngoài thì mình lau qua mình sạch rồi, bao lâu ra rồi nó vẫn còn như này. Đấy, còn này, cái này. Không chụp về đi, ba bảo nó trên này báo cáo lên trên xem nhá. Đấy nhìn mắt nhìn ấy rồi đây này. Còn cái này bây giờ mà muốn ngon nữa mình phải thay hết cái này đi thì mới được. Cái này vẩy nước lên té nó cũng sẽ bong ra những cái này. Vẩy nước này lên thì nó như thế này. Nhưng nói chung là muốn đẹp là phải thay cái mới. Vâng. Còn cái này mình nó dùng cũ rồi thì ngày xưa nó bám đầy luôn đấy. Quay rồi, quay rồi. Mình đang quay đi. Cái này trước đây là nó đây, bám đầy đấy, trước đây nó bám đầy vậy đúng không? Nó gần đây nó gần đã rụng ra đấy. Đây này nó rụng ra lần xưa là nó phía trên kia không có nước dính vào kìa. Ừ. Thì nước vẫn vôi vẫn cặn đấy. Đấy ngày xưa nó bám đầy vậy đấy luôn. Qua cái ba cái cục lọc của mình kia là tất cả những cái hệ thống ví dụ như sắt xiếc là đi hết luôn rồi, sẽ không có gì, nhưng mà cái nguồn nước của mình nó sắt. Vâng. Có không đáng kể. À, với công suất nhà bác ấy, thì chỉ cần lắp con này thôi. Bà 2,3. Không chấp nhận cái máy 7.5 đấy, còn cái kia mà nó cao hơn về cái áp suất nó đủ, nó ok luôn. Đấy, nó phản hồi như thế đấy. Này là 4 khối á. Vâng, nhà bác được 4 khối. Cái này giá trị lưu lượng của nó là mức min là 2,7, mức max là 4,4. Thế thì nhà bác đạt độ tầm 4 khối, già 4 khối một chút thì nằm trong cái khoảng đấy. Và nó ở gần cái cực max thì nó đã là trong cái giải hiệu quả rồi. Rồi đây mới là mới chỉ là cái chỗ để cấp thôi. À, cấp lên đây thôi, còn từ đây bắt đầu sang qua hệ thống lọc thì mới sẽ chuyển sang sử dụng. Mới sản đấy thôi. À cũng thế là từ đây sau đến đến cái lọc kia cũng bạn lắp trước lọc. Cái này là bơm từ nguồn nước thô lên mà đúng không? Vâng, cái này trước xong bắt đầu mới sang cái cục lọc kia. Đúng rồi. Đây bơm lên đây xong rồi bắt đầu mới qua hệ thống lọc kia, còn đây nó chỉ là nước cấp lên thôi. Bởi vì cái nước nhà bác ấy nó không có phèn, không có sắt, về bản chất là nước nó trong. Thì là lắp lần trước lọc là ok. Các cái bể thì anh ấy trước đây là bể nước lạnh ở trên này thôi nhá, mà nó tám. Ngày xưa này phải cạnh thế này. Bắt đông, bây giờ nó lâm ra đúng không? Đây không loại. Đấy không loại. Hút ra thử. Hút ra đấy. Dưới đáy, tất cả dưới đáy của cái này này. Nó bong ra. Thế hơn em ơi. Đi bên này này, có bên đấy như vậy. Đấy sau khi cái tip flow nó bong ra này. Tấm này, cái tấm đây này là chính này canxi. À nó bong ra đây nhỉ? Nó bong ra đây. Đây à. Cái này mới là canxi này. Canxi đi. Đây mới là canxi. Đây này, cộng đây này. Nó bong. Nó cứng như là sành đi nhỉ. Xem cả bên kia đây với hai bồn này nó là nước cấp xuống đây. Đây. Cấp xuống mà ám đầy cái thành. Đó, bây giờ không có gì cả. Bác lên nhìn thôi. Nhưng mà bây giờ thành có đâu. Ôi như trước nó bám đầy vào thành như này. À, trước đây nếu mà cái đường nó bám kín cái thành như này. Phải dày cột rồi nhưng mà nó sẽ mụn ra, nó sẽ thông thoáng, nó sẽ làm. Nó không dính vào nữa. Tóm lại như thế. Trước nó bám kín cả những cái thành này luôn. Bây giờ nó bong ra gần hết này. Đấy, sạch chưa? Không dính gì chung quanh. Cái tem này nữa đấy. Trước nó bám kín chung quanh luôn. Thành cả những bảng to này, này xong lúc mà nó rụng xuống mình hút ra thì nó tắc hết cái đường ống trong lòng. Sau khi lọc qua bây giờ thì có tháo ra cho chui vào đấy, không sạch hết thì thôi. Nhưng mà mất công lắm. Ngày xưa là nó bám đầy và thành ống với cả trên mặt nước thì nó thành một mảng đá vôi đúng không? Bây giờ đây nước trong veo có cái gì đó. Mặt bây giờ không còn nổi nổi nữa không? Không có cái gì, tăng veo. Mặt giờ nó không có đóng váng đá vôi như thế là hiệu quả đó. Tóm lại là nó bong ra. Và không bám nữa. Nói chung là bây giờ các anh mà lắp mới là cái lách bót thì mấy bao thẳng thế. Thế từ ngày giờ là nó không nắng gì cả. Thì nó hòa tan đi, nó thu hòa đi. Thế là còn nó có một đoạn xí. Không có tí vậy rồi. Đó anh nhìn thấy ngày xưa nó bám ở dưới đáy nó như nào kinh thế. Bên thành thì nó bám kín ở trên này luôn, nó vàng ươm ra luôn đấy. Anh lắp cái này được bao nhiêu rồi? Cái sáu từ cái lúc em đến là 4 tháng từ thời điểm đấy đến bây giờ là khoảng 3 tháng là 7 tháng rồi. 28 tháng 5 anh ghi trên cái 28 tháng 5 28 tháng 5 năm ngoái gì 2018 năm 2020 anh lắp xong cái anh ghi vào cái bình nóng lạnh để tháo ra tháng 5 thì bây giờ là bây giờ tháng 1 rồi được 6 tháng rồi đâu được 7 tháng bảy tháng rồi thì cái lúc bọn em lên kiểm nghiệm là 4 tháng thì từ đấy giờ là 3 tháng rồi đúng rồi 7 tháng rồi cái gì. Thank you.
người lắp rồi. Ngày xưa chưa lắp là nó chảy nước là nó bị như là thời xưa mình chưa lắp cái này là nó ra nó còn bám ở đây. Bị đây này cái này. Đấy, từ ngày xưa đấy. Bây giờ từ ngày đến bây giờ chẳng thấy nó ra nữa. Nên ngày xưa mà van là bị cái rong nó hở là nó sẽ phọt nước ra nó sẽ bám như thế. Cái chiller là cái mà lắp cực kỳ hiệu quả. Đấy là cái chiller. Không, giờ tới nha Hùng xem là chiller mới boiler, chiller mới boiler. Chiller boiler tất cả cái nước cứng lương, và bỏ đi mẹ một đống cấp nước. Cái đống thứ gì không, con chiller với kể cả con heat pump của mình bỏ là lắp được mà heat pump bỏ hết gì? nhiều nhà em gọi điện cho em bảo là bây giờ có cách nào xử lý nước cứng như tôi cứ cái đá vôi nó bảo con heat pump mà nó không chạy thế nào đấy, nó mắc nó không chạy con heat pump. Nhiều khách hàng gọi cho bên em kêu cái tình huống đấy, đổi cái nguyên tố đi thôi đúng không? Chuyển đổi nguyên tố này tức là nó là mất điện tích, đúng rồi, mất điện tích, thế thôi, điện tích của có ion và thế thôi chứ có gì đâu, quan trọng là cái thằng mà nó nghĩ ra được cái tức là cái vật liệu cái nõi. Vật liệu cái nói là cái gì? Gồm những cái công thức, gồm những cái kim loại gì để nó hòa với nhau ấy. Đấy. Gồm 5 7 cái loại kim loại gì đó. Mình không hiểu. Cái dòng đầu tiên ông cái trang đầu tiên ông viết là công nghệ bây giờ đã thay đổi, chúng ta không phải tiêu dùng những cái hệ thống cồng kềnh và chi phí đến hàng bao nhiêu ngàn đô la mà bằng chỉ bằng một cái thiết bị nhỏ đấy. Đúng rồi. Viết thế nó là công nghệ đã thay đổi. Và quan trọng là không phải bảo trì. Ví dụ như cái hệ thống lớn như em nó cả một cái phòng đến mười mấy ngàn mét vuông chỉ phục vụ cho hệ thống. Không được rồi, cái đấy thì không ngại, nhưng mà nguyên cái này một cái ống con này mà cả giải quyết hết bài toán đấy. Khối nước này thì con to nhất là thế thì nó còn mấy chục triệu. Bây giờ còn tôi nói một câu chuyện này nhá. Cái hôm mà tôi đi lấy cái này về ở chỗ bệnh viện Thanh Nhàn, tôi về cái đám tang ở dưới người nhà đấy thì tôi mới điện cho Phúc Bảo đem cho nhân viên đem ra, thì trên cái xe của tôi đi thì có một cái thằng mà nó làm thuận tiện. Thế sau khi lấy xong ra nó hỏi cái này bao tiền, ở đây cái này mấy chục triệu đấy. Anh lên em một ngày xong nhá, em chỉ lấy mấy trăm nghìn lúc con cái nốc em tiện lúc xong có gì mà làm cho anh Hồng hoang mang ấy. Mà được rồi, thế hôm nay thì mày về mày cứ tiện tao cá, nhưng mà cái của mày chắc là tiện gì để cho nước chảy qua thôi, chứ còn để giải quyết về cái hiệu quả bên đằng sau xử lý nó thì chắc mày không làm được đâu. Một không em chỉ cần làm cho anh giống tái như là được. Lúc đấy là anh em chỉ làm được cái điện thoại thôi. Cậu nhân viên đi thì không có cái quần áo gì của công ty cả. 6 giờ, 7 giờ nhá, anh em tôi đến đưa cho anh, bảo là thôi tôi cứ đánh liều mà tôi cứ lắp. Thực sự là anh em gọi điện cho nhau mà. Đi xuống đi anh. Đây, ở ngoài bên anh đi. Đây đi đường này. Vào cầu cạn cái này, nếu mà làm đúng cái chi đơ thì chi đơ nó sẽ đỡ hơn về cái bảo dưỡng rất nhiều. Thằng chi đơ là ngại nhất là cái nước mà là nước nó phải có hệ thống là mềm. Mềm nước thì là không vào nó đóng cạn nhất trong đường ống rồi xong là mình tịt thì chi đơ mình chẳng hoạt động gì. Mà hoạt động nó là cái làm giảm cái hiệu suất làm mát. Chi phí bảo dưỡng quá trình bôi keo thì nó ngồi đây nhiều. Không, ở đây trên này thì nó cao. Nếu mà cho vào cái ống sữa tươi đun thì trắng đáy luôn. Trắng đáy luôn ý, nhưng mà đơn giản thôi. Hôm em lên làm việc mấy nhà Yên Bái là 500, 700, 715 trên biến. Quá cao. Ở trên Cao Bằng ấy thì có nghĩa là phải mang kim biến chọc trong vào xem. Để sau tuyệt hết cả đầu. Đây thì đấy. Vẫn phải chọc đi. Đợt trước là phải chọc đúng không anh? Ôi, chọc đi suốt. Dạo nhân viên cái kìm cho người đi để chọc với cái lỗ xe nó tắc hết mà. Nhưng mà lắp cái này là xong 2 tuần là bung luôn. 2 tuần là vòi lá xe tự nhiên là thông khoáng. Sau đó thì rất thông. Đấy là nó hiệu quả. Không mà là bây giờ nó không bắt tôi làm cái kìm cho nó nữa. Nói thế thì nó nhanh. Thế còn các ông mà bảo đi kiểm nghiệm, kiểm tra các thứ mà còn nồng độ bao nhiêu cái đấy thì lại khâu khác, cái này nó chỉ là làm bong vẩy ra thôi, em không kết tính này thôi. Nó bị làm cái thằng bên kia nó nhập của em về, nó có giải thích là cái lõi kim loại của nó bằng hợp chất gì. Nó chỉ nói chung chung một câu là bằng kim loại bằng cái hợp kim bán quý, kim loại bán quý. Nó chỉ nói chung chung thế thôi. Nó chỉ nói đến thế thôi. Vâng. Còn thì mình cũng không dám hỏi nó là cái gì. Không, nó hỏi nó chẳng thế thôi. Để trước khi vào bồn thì mình để đầu đẩy bơm thì nó cái nào tác dụng tốt. Cái nào cũng được mà. Miễn là đạt đủ cái giá trị lưu lượng. Cái này nó phụ thuộc vào cái giá trị lưu lượng và lắp ở trên đường ống chính. Có nghĩa là đường ống chính sau đó mình tỏa đến các nơi khác thì nó đảm bảo là bảo vệ toàn bộ cái khu đấy. Thế còn cái miễn là nó đạt cái giá trị lưu lượng là mình xác định được là bao nhiêu mét khối trên giờ, bao nhiêu lít trên phút là mình chọn cái thiết bị là ăn luôn. Kính thưa quý vị và các bạn,
Thì sau một thời gian cùng các chuyên gia kiểm nghiệm thực tế về hiệu quả sử dụng của thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow tại khách sạn Mai Sơn, các chuyên gia thì cũng đánh giá rất tốt về sản phẩm này cũng như hiệu quả hoạt động của thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow của hãng Yên Tai Anh Quốc do công ty Pistech cung cấp. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các chuyên gia cùng với những kỹ thuật viên sẽ thiết kế và đưa vào sử dụng sản phẩm ActiveFlow cho các công trình xây dựng để tất cả các công trình xây dựng đều được sử dụng một nguồn nước, không gặp phải những vấn đề bất cập từ nước cứng. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.